Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái con possum. Như mình thấy đây thì cái con của nó vẫn còn thở. Nó thở. Thì nó đã mọc dài rồi. Sẽ chỉ được 4 con của nó. Nó xanh lúc sáng, bây giờ là 7 giờ tối rồi. Sáng nay khoảng chừng 6 giờ sáng mình đã thấy nó xanh ra. Trước khi nó chết nó đã xanh con nó ra.